Mình xin kính chào tất cả nhà. Hôm nay là ngày nghỉ thì mọi người làm gì? Công việc chính nữa đó là mình đã làm được cái dàn đậu đũa để cho đậu đũa nó leo lên. Dàn cả nhà nó bò ngêu ngao rồi. Thế là cũng thấm mệt. Về là ăn uống xong xuôi là leo lên giường ngủ một giấc. Bây giờ đã là hơn 3 giờ rồi mình mới dậy. Thế thì mình sẽ ra để chăm sóc cho cái cây quất này cả nhà. Không có mà năm nay là mình cắt quả hơi muộn. Đó, mình cũng đã tham khảo ở trên mạng là trưng Tết xong là mình sẽ cắt hết quả ở trên cây và bón cho nó cái loại lon, đó là lon kích thích ra rễ và ra lá để cho nó sẽ ra quả, và đến Tết sang năm là mình sẽ có quất để mình trưng Tết thì không phải mua nữa cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ đi cắt quất, và vừa cắt quất vừa kể chuyện cho cả nhà cùng nghe một câu chuyện có thật mà bây giờ mình mới kể cho cả nhà cùng nghe. Vừa cắt quát vừa nói chuyện với cả nhà. Vào khoảng năm 2011 thì ông xã nhà mình là vẫn làm ở trên công ty cả nhà. Chưa cả đã được về năm đấy là ông ấy vẫn lái máy xúc. Đó. Thế thì cháu đầu, con trai đầu của mình là mới vào trường cao đẳng. Mà con trai thứ hai thì mới vào trường cấp 3. Thế thì trong gia đình là có một cái biến cố rất là lớn cái năm đó các anh ạ. Mà mình cứ nhớ mãi như mãi. Mình cũng kể câu chuyện ra đây để cho mọi người cùng biết. Con người ta thì trong cuộc đời của chúng mình thì không có cái gì là nó suôn sẻ từ đầu đến đến cuối các anh ạ. Thế thì nói chung là nó phải có những cái biến cố xảy ra chứ các anh ạ. Thế thì lúc đấy là mình phải thật là bình tĩnh để mà mình xử lý cả nhà. Thế thì mình sẽ kể câu chuyện này là vào năm 2011. Thế thì khoảng 8 giờ tối mình vẫn chờ con trai thứ hai của mình đi học về. Cháu đi học thêm cả nhà. Mẹ vẫn chưa ăn cơm gì cả. Chờ con đi học về để ăn cơm. Thế thì khoảng 8 giờ tối mình nhận được một cú điện của cái anh bạn ở trên công ty của ông xã. Anh ấy là giám đốc. Anh ấy điện về. Anh ấy nói với mình là chị ơi, khoảng 5 giờ chiều thì anh có bị tai nạn. Thế thì giờ là anh được đưa về cấp cứu tại bệnh viện Sơn La. Mình nghe được cái tin đấy mà cứ rụng rời hết cả tay chân cả nhà. Thế thì mình mới chạy sang nhà các bác báo tin, thì các bác bên đấy cũng đã biết tin rồi, vì ở trên đấy là có cháu Hùng, quan nhà bác Lượt, ông anh thứ hai nhà mình là công tác ở trên đó, thì có người nhà ở trên đó là người ta sẽ gọi điện cho người nhà trước cả nhà. Thế thì các bác là cháu Hùng nó gọi điện về trước cho, thì các bác biết trước nhưng mà còn giấu mình, gọi xe các thứ là chuẩn bị đã đi lên Lai Châu đấy cả nhà. Thế mình mới chạy sang thì các bác mới bảo là tình hình là chú nó, bây giờ nó bị tai nạn, không biết là sống chết như thế nào, nhưng mà được đưa vào phòng cấp cứu để người ta mổ, bị vỡ gan cả nhà. Trời ơi, là mình nghe được cái tin đấy là chân tay rụng rời hết cả. Mình lúc đấy là mình cũng rất là cứng rắn. Mình mới điện lên cho cái chú Hồi ý, bảo là tình hình của anh bây giờ là như thế nào cũng phải cho chị biết trước. Nếu như anh mà quá thì là nặng, mà tình hình là không qua khỏi thì cũng phải bảo thật chị. Không có mà chị rất là say xe, mà chị lên đến nơi rồi chị lại về là chị sẽ ốm mất, mà sẽ rất là vất vả cho chị, phải nói thật với chị. Thế là chú ấy bảo là anh thì cũng rất là nặng, nhưng mà bây giờ đã mổ xong rồi, tình hình là anh đã bị chuẩn đoán là bị vỡ gan, thì bác sĩ người ta mổ xong rồi, bây giờ là ở phòng hồi sức. Thế thì chị phải xin nghỉ ở công việc của mình để mà còn lên chăm anh một thời gian, phải nói là cũng phải dài dài. Thế thì mình cũng yên tâm cả nhà. Khoảng 9 giờ tối thì bắt đầu lên xe. Thì sáng khoảng 6 giờ sáng thì mới lên đến nơi cả nhà. Mà lên cả nhà biết không, mình lên đến trên xe là vừa xe chuyển bánh một cái là đã nôn thốc nôn tháo rồi, vì là mình suy nghĩ thế là nó mới yếu cả nhà. Thế là say xe.
Trước khi lên xe thì cả nhà thấy cái cảnh như thế này mình có khổ không cả nhà? Con thì cũng đi học thì nghe tin bố bị thế là nó phóng xe máy nó về. Thế mà mẹ thì lên xe, hai anh em đứng ôm vai nhau là cứ nhìn theo cái xe của mẹ và các bác các chú đi là khóc cả nhà. Mình ngoảnh trở lại mà nhìn thấy hai con mà nghĩ mà cứ lo lắng vì không biết là tương lai của các con sẽ như thế nào. Nếu như không may mà bố không qua khỏi được thì các con sẽ rất là khổ, cuộc sống phải vất vả như thế nào. Thế thì cứ nhìn cái cảnh con đứng ngóng theo cái xe của mẹ mà ruột gan của mình là cứ nổ hết cả ra cả nhà. Thế thì lên đến xe thì mình lại yếu cả nhà, là say xe cứ nôn. Từ đấy lên đến tận Lai Châu thì khoảng 6 giờ sáng hôm sau là mình lên đến nơi. Thế thì vào phòng thì chồng là đắp một cái mảnh vải trắng của bệnh viện từ chân cổ này xuống anh ạ. Nhìn thấy chồng mà xót hết cả ruột này. Thì lúc đấy thì ông xã nhà mình cũng đã tỉnh rồi. Thế thì mình cũng rất là lo lắng, thì chăm chồng ở trên đấy thì cũng hỏi thăm bác sĩ là bệnh tình của chồng là nó như thế nào, liệu là có bị liệt hay không, mổ gan thì có việc gì không. Thế thì bác sĩ cũng bảo là nói chung là cũng cấp cứu kịp thời rồi, thì anh em người ta cũng đến ở trong đơn vị người ta đến đông lắm cả nhà. Thế là tiếp máu thì là lấy máu trực tiếp của anh em là tiếp luôn. Thế là nó cũng đỡ, không phải đi lấy máu ở đâu nữa, máu của anh em là phục vụ luôn tại chỗ cả nhà. Thế thì mổ là rất thành công. Và mình lên thì chăm trong được 3 hôm thì mình bảo ông xã là anh thử co duỗi cái chân nha nè, chân của anh có co duỗi được không. Thế thì ông ấy co duỗi chân được cả nhà. Thế là mình cũng đã mừng rồi. Mà bác sĩ người ta bảo là vỡ gan thì người ta mổ ra là người ta sẽ hút hết những cái dịch mà nó chảy ở trong gan ra, và người ta sẽ khâu lại thì gan nó là cái phần mềm cả nhà, thì nó tái tạo rất là nhanh thì không có việc gì cả. Thì bác sĩ người ta động viên mình thế. Thế thì mình cứ yên tâm thế cả nhà. Thật là không có cái gì bằng tình cảm vợ chồng cả nhà. Con chăm cha không bằng bà chăm ông. Ông xã nhà mình nhìn thấy mình và các anh em lên một cái là lúc đấy là đã tỉnh, là nó cũng lơ mơ chứ chưa cả đã tỉnh hẳn cả nhà. Thế là xúc động cả nhà. Hai vợ anh em nhìn thấy nhau rồi thì vợ chồng nhìn thấy nhau, thế là nước mắt cứ chảy ran rụa. Ông xã nhà mình cũng khóc. Thế thì lên thì mình cũng động viên cho chồng ăn uống, rồi thì bảo bác sĩ là có những cái loại thuốc nào mà nó tốt nhất thì cứ mua để điều trị cho nhà em. Thế thì bác sĩ ở đấy thì lại được cái là có cháu nó công tác ở trên đấy cả nhà, thì cháu nó cũng quen. Thì người ta có những cái thuốc nào tốt nhất thì người ta tiêm cho, thì ông xã nhà mình thì cũng nhanh qua khỏi cả nhà. Thế là cũng khoảng tầm được 7-8 hôm thì tập đi cả nhà. Thế là mình cứ phấn khởi, chồng không việc gì rồi thì nói chung là lúc này về là cũng yếu rồi cả nhà, thì không có đi lái máy được nữa, thì mình cũng cứ yên tâm là chồng của mình cũng đã tai qua nạn khỏi, giữ được tính mạng. Thôi thì về miễn là cứ làm sao mà cứ sống rồi thì có vợ có chồng rồi thì các con nó cũng có bố, thì nó có cái chỗ dựa thì nó sẽ tinh thần nó sẽ vững hơn và mình cũng không có lo lắng gì cả nhà. Thế thì trong cái thời gian điều trị ở bệnh viện thì mình cũng cứ tin tưởng vào bác sĩ, thì người ta điều trị người ta tiêm thuốc cho thì cứ càng ngày càng ông xã cứ càng khỏe mạnh ra cả nhà. Thế thì khoảng được 4 hôm thì ông xã nhà mình tỉnh và tay chân là co duỗi được, ăn uống được, thì mình cũng rất là mừng. Thế mà cái tai nạn cũng đã vậy mà nghĩ đến những cái hoàn cảnh lại còn rất là đáng thương hơn ở trong bệnh viện cả nhà. Mà bà con dân tộc ở trên đấy là người ta đến đấy là cũng là cái bệnh viện tuyến cuối của tỉnh. Thế là người ta đi viện đến đấy rất là đông cả nhà. Thế thì hôm đấy là khoảng 8 giờ sáng
Thế thì mình đang ngồi ở cái gốc cây. Ở trên đấy thì có một cái xe cấp cứu, người ta cấp cứu cả ba bố con cả nhà. Mà đây là một cái câu chuyện có thật cả nhà. Mình mới kể cho cả nhà cùng nghe. Em ấy là người ở dưới Thái Bình, thì lấy chồng thì hai vợ chồng là không phải là người dân tộc cả nhà, thì mới đưa nhau lên trên Lai Châu để làm ăn. Thế thì không biết là vợ chồng va chạm như thế nào mà chém vợ mấy nhát cả nhà. Thế là em mới phải vào bệnh viện để khâu. Thế thì khi vào viện khâu thì em ấy cũng đã hồi phục sức khỏe rồi, chưa cả đã được về. Thế thì cái anh chồng thì cứ vào bệnh viện để quậy cả nhà. Vào bệnh viện quậy thì bảo vệ người ta lại tống bỏ ra cả nhà, người ta không có cho vào. Thế thì vẫn thấy cái anh chồng ấy nói với vợ là nếu như mày hôm nay mà không về là hai đứa con của mày ở nhà cũng sẽ chết. Ai nghĩ đâu là cái anh chồng ấy người ta làm thật cả nhà. 9 giờ sáng hôm sau thì có một cái xe cứu thương, người ta chở ba bố con vào trong bệnh viện cả nhà. Ôi dồi ôi, ông anh chồng của nhà mình, ông ấy chạy xuống dưới bệnh viện người ta xem cả nhà. Ôi, cả ba bố con là lúc đấy là đã tắt thở rồi. Thế thì nghe người kể của hàng xóm là đêm hôm đấy là cái người bố này là lấy cái dây sạc điện đấy cả nhà, thế là chồng cổ lên là thắt cổ hai đứa con, thế là con chết. Sau đó là cái ông bố là cũng thắt cổ là cũng chết nốt cả nhà. Thế là cái bà hàng xóm hay là cái bà chị gái ấy, người ta sang thì người ta gọi thì không có thấy thừa, thì người ta đẩy cửa vào thì đã thấy ba bố con là tắt thở rồi, thì đưa vào viện cả nhà. Thế là người ta khám xét thì người ta đã bảo là đã tắt thở rồi. Trời ơi, ông anh chồng mình vào xem mà về anh ấy nói chuyện mà mình thẫn thờ sợ quá cả nhà. Đấy, người ta thì bệnh tật ốm đau, người ta còn phải chạy chữa để cho các con cho nó được sống. Thế mà không ngờ mà người bố lại nhẫn tâm như vậy, đem để chăm cổ hai đứa con để cho con và bố cùng chết cả nhà. Thế thì nghe được tin thì cái người vợ ở trong bệnh viện thì thật là thương xót cho hai đứa con cả nhà. Còn thì những cái người chồng như vậy thì cả nhà thấy thế nào ạ? Đáng thương hay là đáng trách? Rất là đáng thương mà cũng rất là đáng trách cả nhà. Thế thì cái người ta nghiện ngập cờ bạc cả nhà, người ta làm liều rồi, cho nên là nói phải những người chồng như thế thì thật là khổ cả nhà ơi. Thế thì sau khi thì ông xã nhà mình nằm viện ở trên đấy được khoảng 12 ngày hay là nửa tháng, được nửa tháng thì là được xuất viện cả nhà. Thế mà cái em ấy vẫn tinh thần hoảng loạn, chưa cả đã được về. Cả bệnh viện ai cũng thương xót cho em ấy, mà đến bây giờ cái câu chuyện đấy vẫn cứ ám ảnh cả nhà. Vẫn cứ lúc nào mình cũng cứ nghĩ đến ông xã bị tai nạn là mình lại nghĩ đến cái câu chuyện buồn ở trên bệnh viện. Thật là đáng sợ cả nhà. Đó là một câu chuyện kết thúc thật là đáng buồn cả nhà. Thế thì nếu như mà cuộc đời của chúng ta mà có trải qua những cái hoạn nạn khó khăn, mình cứ cố gắng thì mình sẽ vượt qua cả nhà. Nhưng mà mình mà gặp phải những cái người chồng mà người ta vũ phu rồi thì người ta bội bạc, người ta không có lo nghĩ gì cho gia đình, thì không, thì mình cũng phải nhanh chóng để mà giải thoát cuộc sống của mình để không xảy ra những cái câu chuyện đáng tiếc như vậy cả nhà. Và cả lễ video của mình đến đây cũng đã dài, thì mình xin kết thúc video ở đây cả nhà nha. Bye, hẹn gặp lại tất cả nhà mình ở các video lần sau.